con vẽ bức tranh là tiêu đề là Khắc Khổ Hòa Bình. Rồi vẽ cậu bé, rồi cô bé, hay bò bạn này đang chơi với nhau. Vẽ gồm các cánh tay, một cánh tay gồm trưng trưng cho một châu, đây là nước Việt Nam, trưng trưng cho châu châu Á, nước khác trưng cho châu khác. Chị bọc câu trưng trưng cho hòa bình, em muốn nói về hãy hòa bình cho nhân loại, mọi người trên trái đất hòa bình, không vui vẻ với nhau. Dạ, đây là lần thứ hai con tham gia cuộc thi này. Bức tranh của con có tên là Ước Nguyện Hòa Bình của Thiếu Nhi Thế Giới. Trên bức tranh của con có nhiều bạn nhỏ đang nắm tay nhau, cầm nhiều lá cờ của nhiều quốc gia khác nhau, muốn biểu hiện cho sự gắn kết, sự đoàn kết của tất cả các nước trên thế giới. Các bạn vui chơi, thoải mái, học tập và sáng tạo. Em muốn coi là tên là Bảo Vệ Hòa Bình. Con vẽ đang bằng hơi tiếng. Và bức tranh này có đặc điểm là có con bồ câu, có hình cái tay, các loại hình cái tim, và thể hiện là sự yêu thương hòa bình và muốn bảo vệ cho hòa bình của thế giới. Dạ, con muốn là trên thế giới này con người sống không cần có chiến tranh, và chúng ta nên bảo vệ hòa bình để cuộc sống đem lại bình yên và